gái dậu mùng tới sành dần. Hai người sống giữa cô đơn, nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Xa không có dậu mùng tới, thế nào tôi cũng qua chờ một con bướm trắng thường sang bên này. Bướm ơi bướm hãy vào đây cho ta hỏi nhỏ câu này chút thôi. Tại sao không thấy nàng cười khi hồng tơ ướt mắt nàng đăm đăm trông lên con bướm bướm trắng về bên ấy rồi. Hôm nay mưa đổ sụt sùi tớ không hong nửa bướm lười không sang. Bên hiên vẫn vắng bóng nàng, dưng dưng tôi gục xuống bàn dưng dưng. Hãy vào đây cho ta hỏi nhỏ câu này chút thôi. Tại sao không thấy nàng cười khi hồng tơ ướt nở ra ngoài mái hiên. Mắt nàng đăm đăm trông lên con bướm bướm trắng về bên. Hôm nay mưa đổ sụt sùi tớ không hong nửa bướm lười không sang. Bên hiên vẫn vắng bóng nàng, dưng dưng tôi gục xuống bàn dưng dưng. Bên hiên vẫn vắng bóng nàng, dưng dưng tôi gục xuống bàn dưng dưng. Bên hiên vẫn vắng bóng nàng, dưng dưng tôi gục xuống bàn dưng. Xin chào tất cả các bạn, mình là Củ Đậu, còn đây là bạn Vịt Con. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Trạm Radio, nơi ấp ủ những tâm hồn văn học. Sau số đầu tiên với tác giả Xuân Quỳnh, chúng mình rất vui khi nhận được những phản hồi tích cực của các bạn thính giả gửi về cho chương trình. Trong số tiếp theo này, chúng ta hãy đến với những cảm xúc chân quê mộc mạc trong thơ tình Nguyễn Bính. Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông, một người chín nhớ mười mong một người. Gió mưa là bệnh của rời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Nếu nói về thơ tình Nguyễn Bính thì không thể không nhắc đến bài thơ đã làm nên biệt danh thi sĩ tương tư của ông. Trong 4 câu thơ đầu, Nguyễn Bính đã gọi tương tư là một căn bệnh. Cái bệnh này thì nhân gian khi yêu ai cũng mắc phải, nó bình thường và ngẫu nhiên như gió và như mưa. Chẳng thế mà trong ca dao ngày xưa các cụ cũng có câu: tương tư chẳng ốm cũng sầu, con ruồi đậu mép chẳng đau cũng buồn, em nhỉ? Đúng rồi chị Củ Đậu ạ. Cảm xúc tương tư nếu đã từng trải qua thì sẽ rất khó chịu, bởi vì khác với nỗi nhớ người yêu còn có thể được bày tỏ, được tương tác hai chiều, thì nỗi nhớ tương tư chỉ có những mối tình câm, tình thầm. Nó bao gồm cả hờn giận,
cả ghen tuông nhưng cũng những thấp thỏm, hồi hộp xen lẫn hy vọng. Nguyễn Bính đã lột tả những chuyển biến cảm xúc của một kẻ tương tư rất uyển chuyển và khéo léo qua những hình ảnh dân dã quen thuộc như thôn đoài, thôn đông, giàn dầu, hàng cau, vân vân. Cá nhân chị thấy Nguyễn Bính là một thi sĩ khá là đanh đá. Bảo rằng cách trở đò giang, không sang là chẳng đường sang đã đành. Nhưng đây cách một đầu đình, có xa xôi mấy cho tình xa xôi. Từng tư thức mấy đêm rồi, biết cho ai, hỏi ai người biết cho. Những câu thơ này chị cảm giác như là gửi một thông điệp là tôi yêu cô đấy, cô có biết không? Mà sao cứ mãi lạnh lùng xa cách như thế? Em nghĩ là gọi là đánh đá thì không đúng. Nhưng nhà thơ đã thể hiện nỗi hờn giận của kẻ si tình rất dân dã và đời thường. Nếu mà như ngày nay chị thực nghĩ mà xem, thế hệ chúng mình khi yêu thì cứ giữ dịt chiếc điện thoại để chờ hồi âm tin nhắn. Thấy xin mà không rep thì sẽ ấm ức cả ngày. Thì ngày xưa thời ông bà anh lại chẳng có những tiện nghi ấy. Mà cũng đúng thôi, hai thôn cạnh nhau cách có một đầu đình mà nàng mãi không tới thì đúng là rất bồn chồn lo lắng, giết rồi quay ra giận hờn. Khi tương tư nóng ruột thì mấy đêm rồi cũng dài như mấy mùa trăng vậy. Nếu mà nói về giận hờn thì bài Mưa Xuân 1 xuất bản trong cùng tập thơ Lỡ Bước Sang Ngang của ông cũng lột tả rất hay cái tâm trạng tương tư của một cô gái. Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay, hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy. Hội chèo làng đặng đi ngang ngõ, mẹ bảo thôn đoài hát tối nay. Lòng thấy răng tơ một mối tình, em ngừng thoi lại giữa tay xinh. Hình như hai má em bừng đỏ, có lẽ là em nghĩ đến anh. Cái biệt tài của Nguyễn Bính là đóng được cả hai vai nam và nữ, mà vai nào thì cũng rất duyên. Nếu như trong tương tư thì người con trai rất bộc trực và thẳng thắn ngay từ những câu đầu tiên, thôn đoài ngồi nhớ thôn đông, hay là tương tư là bệnh của tôi yêu nàng, thì trong Mưa Xuân 1 cô gái lại chỉ e thẹn và kín đáo. Hình như hai má em bừng đỏ, có lẽ là em nghĩ đến anh. Giữa những phong trào thơ mới nổi lên với những Xuân Diệu thì luôn luôn tha thiết và nồng nàn mãnh liệt, hay là ngay sau đó thì có Xuân Quỳnh cũng vô cùng thẳng thắn, thì Nguyễn Bính lại mang một dáng dấp ca dao với những cảm xúc cũng rất là xưa. Tức là theo quan niệm xưa thì người nam nhi phải rõ ràng và quyết đoán, còn người phụ nữ thì có phần kín đáo và e lệ hơn nhiều. Mặc dù thời bây giờ thì ranh giới của giới tính đã bị xóa mờ đi đáng kể so với những năm 30-40 của thế kỷ trước, thì cái tương tư của con người lại vẫn luôn còn ở đó. Lại nói chuyện tương tư, cảm xúc của cô gái trong Mưa Xuân 1 ban đầu là ngại ngùng nhưng vui sướng và xen lẫn với hy vọng. Vì thế nào anh ấy chả sang xem, tâm thế hân hoan đi xem hát đó. Vì bởi vì thế nên là cảnh xuân cũng rất là phơi phới đáng yêu. Và mưa xuân thì mưa bụi nên em không ướt áo, thôn đoại cách có một thôi đê. Hân hoan vui sướng đến nỗi là em mải tìm anh chẳng thiết xem, mà cô gái lại trở về tay trắng với nỗi thất vọng vì người ấy chẳng thấy tăm hơi đâu. Thế là thành ra hờn giận. Nhưng mà em phải nhấn mạnh với chị Củ Đậu và các bạn thính giả rằng hờn dỗi ở đây, cái hờn dỗi này thì lại phức tạp hơn sự hờn giận của chàng trai trong bài tương tư. Cả hai thì đều có chung nỗi mong ngóng người mình yêu, bao giờ em mới gặp anh đây, và bao giờ bên mới gặp đó, hoa khuê các, bướm giang hồ gặp nhau. Nhưng ở cô gái, cảm xúc đó đến sau cảm xúc giận dỗi. Chờ mãi anh sang anh chả sang, thế mà hôm nọ hát bên làng, năm tao bảy tuyết anh hò hẹn, để cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng. Cái giận này rất là con gái, rất tiểu tiết. Anh chàng trong nỗi tương tư thì chỉ trách yêu, trách vu vơ là sao em mãi không thấy sang. Thì cô này cô lại nói rất là cụ thể, anh hẹn từ hội hát lần trước nhá, thế mà hôm nay anh lại thất hẹn với em. Đấy, cô này bị cho leo cây đây này. Ngôn ngữ bây giờ thì gọi là bị bỏ bom đấy chị. Cô đợi chị mà bị người yêu bỏ bom ấy là chị sẽ dỗi mấy ngày luôn, nhưng mà sẽ không bao giờ cho người ta biết. Cầm kinh thế. Và từ cảm xúc đó thì cô gái dỗi luôn cả mùa xuân. Khi nãy hồ hở đi xem hát thì mưa bụi lấm tấm không hề gì. Em không ướt áo, một dải đê có xa xôi mấy đâu, còn hoa thì bay phơi phới. Khi này nỗi thất vọng và sự hờn dỗi thì lại khiến cho cảnh xuân tự dưng rất là vô duyên. Cả mùa xuân thì nhỡ nhàng, còn mình em lầm lụi trên đường về, có ngắn gì đâu một dải đê, áo mỏng che đầu mưa nặng hạt, lạnh lùng thêm tủi phía cảnh khuya. Đọc đến đây thì người ta bật cười là sao cô này trẻ con thế. Vẫn là mùa xuân ấy, vẫn là mưa bụi và vẫn dải đê, mà hai cảm xúc lại hoàn toàn trái ngược nhau.
Đúng là cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Chị cuộc đời thuộc thơ Nguyễn Du thế. Và chính sự khác biệt đó lại dẫn đến sự khác biệt lớn về cảm xúc ở cuối bài. Chàng trai thì lại tếu táo hỏi đùa: nhà em có một giàn dầu, nhà anh có một hàng cau liên phòng. Thôn đoài thì nhớ thôn đông, cau thôn đoài nhớ dầu không thôn nào. Đây rõ ràng là câu hỏi tu từ, vì đương nhiên là cả thôn đoài nhớ thôn đông thì cau thôn đoài lại còn có thể nhớ dầu không thôn nào được nữa. Hình ảnh cau và dầu gợi đến cơi trầu dạm ngõ và tình yêu đôi lứa. Vì vậy, dù tương tư và dù mong đợi, nhưng anh chàng này vẫn rất lạc quan về tương lai của hai người. Mặt khác thì cô gái lại nước mắt lưng tròng vì tủi thân và vì bi quan về cơ hội gặp lại chàng trai cô mến. Anh ạ, mùa xuân đã cạn ngày, bao giờ em mới gặp anh đây? Bao giờ trèo đặng đi ngang ngõ để mẹ em rằng hát tối nay? Những hình ảnh gợi lên nét buồn phiền và tủi khổ của tâm trạng thiếu nữ, như mùa xuân cạn ngày, mưa bụi ngại bay, hay là hoa xoan nát dưới chân giày. Theo như chị hiểu thì cô gái cảm thấy cơ hội gặp lại là rất mong manh, và vì vậy góc nhìn của cô khá là buồn và tiêu cực. Còn chàng trai thì dẫu sao vẫn nắm thế chủ động, thế nên là sẽ lạc quan hơn nhiều. Đúng rồi đấy ạ. Tuy nhiên thì nỗi tương tư của Nguyễn Bính không chỉ dừng lại ở tình yêu đơn phương thời trẻ, mà còn trong tình yêu với người con gái đã đi lấy chồng, điển hình trong hai bài Vâng và Qua Nhà. Lạ quá, làm sao tôi cứ buồn, làm sao tôi cứ khổ luôn luôn, làm sao tôi cứ tương tư mãi, người đã cùng tôi phụ rất tròn. Ngay trong khổ đầu tiên của bài Vâng thì nhà thơ đã rất trực tiếp thể hiện những cảm xúc của mình, như là buồn, khổ hay là tương tư, cũng như nhắc đến nhân vật được nói đến là người đã phụ tình của nhân vật tôi. Nỗi tương tư này thì sẽ khác với nỗi tương tư trong Mưa Xuân 1 và Tương Tư. Bởi vì nhân vật tôi bị phụ tình nên cảm xúc mong nhớ người yêu sẽ xen lẫn cùng cảm xúc cay đắng, thành ra thơ sẽ có nhiều trách móc. Ví như trong bài Vâng mà chị Củ Đậu vừa nói tới, chàng trai đã tưởng tượng ra cảnh cô gái về nhà chồng và nói rằng em chưa yêu ai mới có mình, và rằng đường len đan vụng quá, lần đầu đan áo kiểu đàn ông. Có lẽ là những cảnh đó thì không có thật đâu, nhưng trong nỗi tương tư người yêu cũ đan xen với những ghen tuông và hờn trách thì chàng trai đã tưởng tượng ra để mà trách móc người yêu đã không giữ lời thề hẹn với mình. Vâng, chính là cô chưa yêu ai, lần đầu đan áo kiểu con trai, tôi về thu cả ba đông lại, đốt hết cho cô khỏi thẹn lời. Cái này nghe như kiểu muốn bùng cháy em nhỉ. Bài này thì chính là một trong những bài thơ mà được nhận xét là đanh đá của Nguyễn Bính. Tuy nhiên, theo quan điểm của cá nhân em thì cái cảm xúc này lại rất là thật và đời thường. Bởi vì chị nghĩ mà xem, chẳng cần người yêu đám cưới, mà chỉ nghĩ là chuyện anh ấy có người yêu mới thôi là em đã muốn bùng cháy luôn rồi đấy. Giết. Nhà thơ đã diễn tả tâm trạng vừa yêu vừa giận, vừa tương tư vừa cay đắng của một người bị phụ tình rất duyên. Không phải cái duyên hoa mỹ ẩn dụ như trong thơ văn phương Tây, mà là cái duyên kiểu đời thường bình dân trong ca dao Việt Nam. Thế còn bài Qua Nhà thì sao hả em? Nếu mà bài Vâng nói thẳng trực tiếp vào đề luôn là làm sao mà tôi cứ buồn tương tư mãi, thì bài Qua Nhà còn một khổ đầu tiên diễn tả quá trình yêu đương của đôi trai gái. Cấu trúc trong bài này thì khá giống với Mưa Xuân 1, với những hình ảnh lặp đi lặp lại cùng trạng thái đối lập nhau. Cái ngày cô chưa có chồng, đường gần tôi cứ đi vòng cho xa, lối này lắm bưởi nhiều hoa, đi vòng thì được qua nhà đấy thôi. Trong khi đó đoạn sau thì từ ngày cô đi lấy chồng, gớm sao có một quãng đồng mà xa, bờ rào cây bưởi không hoa, qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo. Dù thế thì cái ngày mà cô chưa có chồng ấy cũng là một dự báo không lành về sự đổ vỡ của tình cảm này. Bởi vì chẳng ai lại nói như vậy nếu như người chồng chính là mình đâu. Mà ngoài ra thì cái câu nói chồng ấy, tức là câu nói đùa của người con gái là mình khôi đứa phải lòng mình đây, cũng mang một dự cảm không lành lành rồi. Và từ ngày cô đi lấy chồng thì cảnh vật trong mắt chàng trai cũng trở nên buồn chán và heo hút. Ngoài con đường xa, cây bưởi không có hoa và ngôi nhà vắng teo vì con gái đã về nhà chồng, thì lợn không nuôi, đặc ao bèo, dầu không dây chẳng buồn leo vào giàn, giếng thơi mưa ngập nước tràn, ba gian đầy cả ba gian nắng chiều. Thực ra thì thính giả thế hệ chúng mình ấy có lẽ là không hiểu được rõ những cái hình ảnh và nơi thôn dã quê nhà của Nguyễn Bính. Em biết ấy,
thành phần chính trong cám lợn là bèo. Ừ. Nên là khi không nuôi lợn nữa thì chàng trai không vớt bèo lên nữa. Ừ. Còn giếng khơi là tiếng địa phương, là lái của giếng khơi. Thực tế thì gần như là không bao giờ có thể ngập giếng, và nắng chiều thì cùng lắm là chỉ chiếu xuyên được hơn một gian nhà thôi. Ừ. Nhưng ở đây thì Nguyễn Bình đã nói quá lên một chút xíu để tạo thành ấn tượng về một cái ngôi nhà mà hiu hắt sơ sát, không có tay người chăm sóc. Từ phân tích của chị Củ Đậu thì chúng ta có thể thấy được tâm trạng chán chường của chàng trai và sự hiu quạnh của cảnh vật xung quanh. Ngày xưa nuôi lợn thì để cưới vợ, nhưng mà giờ người yêu đi lấy chồng nên là cũng chẳng muốn nuôi nữa. Một lần nữa thì ta lại bắt gặp hình ảnh dàn dầu, nhưng bây giờ là dầu không dây chẳng muốn leo vào dàn. Cũng có thể hiểu là không một cây cao để leo, giống như việc là chàng trai đã mất đi người mình yêu thương rồi. Gọi Nguyễn Bính là nhà thơ của nỗi tương tư thì quả là không sai. Bởi vì không chỉ một mà ông còn diễn tả nhiều sắc thái khác nhau với những bối cảnh khác nhau của nỗi tương tư. Khi thì hân hoan rồi hờn giận, tủi thân, khi thì lại trách yêu rồi lại tếu táo, lúc lại dữ dội trách móc, lúc lại buồn bã và có phần thê lương. Chính bởi sự tinh tế này mà thơ tình Nguyễn Bính dù rất nhiều hình ảnh của làng quê truyền thống nhưng vẫn được mọi thế hệ yêu thích. Thời lượng của chương trình đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe Trạm Radio. Trong số tiếp theo, chúng mình sẽ mang đến những vần thơ dạo dực cháy bỏng của nhà thơ Xuân Diệu. Nếu các bạn muốn chia sẻ những cảm nhận của mình hoặc gửi tặng một đoạn thơ cho những người thân yêu, hãy inbox fanpage Trạm Đọc và chúng mình sẽ chọn lọc để đọc trong Trạm Radio số 3. Và để kết thúc chương trình, chúng ta hãy cùng lưu luyến một chút mùa xuân sắp qua với bài hát Gái Xuân, thơ Nguyễn Bính, phổ nhạc Từ Vũ qua giọng hát của ca sĩ Quang Lê. Chúc các bạn ngủ ngon. Em như cô gái hãy còn xuân, trong trắng thân chưa lắm bụi trần. Xuân đến hoa mơ hoa mận nở, gái xuân xu lụa trên sông vân. Xuân đi xuân đến hãy còn xuân, cô gái trong xuân đến bao lần. Xuân đến hoa mơ hoa mận nở, gái xuân xu lụa trên sông vân. Lòng xuân lỡ đáng mà xuân hồng, cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng. Đôi tám xuân đi trên mái tóc, đêm xuân cô ngủ có buồn không? Em như cô gái hãy còn xuân, trong trắng thân chưa lắm bụi trần. Xuân đến hoa mơ hoa mận nở, gái xuân xu lụa trên sông mơ. Em như cô gái hãy còn xuân, trong trắng thân chưa lắm bụi trần. Xuân đến hoa mơ hoa mận nở, gái xuân xu lụa trên sông vân.
bao giờ. Xuân đến hoa mơ hoa mận nở, ngày xuân du lụa trên sông Vân. Lòng xuân lơ đãng mang xuân hồng, cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng. Đôi tám xuân đi trên mái tóc, đêm xuân cô ngủ có buồn không? Em như cô gái hãy còn xuân, trong trắng thân chưa lắm bụi trần. Xuân đến hoa mơ hoa mận nở, gái xuân du lụa trên sông Vân. Xuân đến hoa mơ hoa mận nở, gái xuân du lụa trên sông Vân.